Em xin mến chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh truyền thông của Tuyên Vũ Audio. Mến thưa các bác, trong thời gian vừa qua chúng em có nhận được rất là nhiều những cái thông tin từ các bác có gửi về và có hỏi chúng em rằng có dùng dây điện làm dây loa được không. Thì trong buổi hàng ngày hôm nay thì chúng em đã bày sẵn ra đây cho các bác là dây loa, dây điện và phân tích cho các bác có nên dùng dây điện để thay thế dây loa hay không. Và em sẽ xin phép được nói cấu tạo và chức năng của dây điện cũng như là cấu tạo chức năng của dây loa. Và xin mời các bác. Đây là chiếc dây loa và nó được cấu tạo, thứ nhất là một lớp vỏ bọc bên ngoài các bác nhé, vỏ bên ngoài. Lớp thứ hai là lớp cách nhiệt. Các bác có thể thấy đây là lớp cách nhiệt có 4 sợi dây ni lông có thể cách nhiệt cho dây loa. Và đến lớp thứ ba là chúng ta lại có tiếp một lớp vỏ bọc nữa, đó dành cho đánh dấu màu là dây dương và dây âm. Đến lớp thứ tư thì chúng ta mới tới được cái sợi dây loa này, và đây chính là dây loa mạ bạc các bác nhé. Đây là dây loa mạ bạc XCCC bên em. Rồi đến lớp thứ năm là một lớp chống nhiễu cũng như là chống đứt ở bên trong này. Đây là lớp dây bằng nhựa và đây là nõi trung tâm của cái sợi dây loa. Thì các bác có thể thấy với cái sự cấu tạo của những cái loại dây loa này thì các bác có thể thấy nó rất là đặc biệt, nó không hề giống với loại dây điện đúng không ạ. Và đây chính là cấu tạo của dây điện. Cấu tạo của dây điện thì nó rất là sơ sài và đơn giản, là em nó chỉ có trang bị là một lớp vỏ bọc bên ngoài đúng không ạ, một lớp vỏ bọc bên ngoài màu vàng, và bên trong thì chúng ta sẽ có là một lớp vỏ bọc nữa là phân biệt cực âm và cực dương, và cuối cùng là sẽ đến dây điện. Tuy nhiên cái nõi của dây điện nó khá là to, nó sẽ không được tơ và tơi như những cái dòng dây loa đúng không ạ. Thì ở đây thì chúng ta có cấu tạo của dây điện và dây loa thì các bác đã thấy là hai cái sợi dây này nó đã có khác nhau rồi đúng không ạ. Và phần cuối thì em sẽ phân tích cho các bác nên dùng dây điện hay là dây loa. Câu trả lời của các bác là dùng dây điện làm dây loa có được không? Thì chúng em xin trả lời với các bác rằng là có thể sử dụng nhưng không thể thay thế. Thì đây là cái lưu ý của Tuyên Vũ Audio muốn gửi tới các bác. Dây loa, dây điện trên thực tế thì nó có cấu tạo cùng là nõi đồng kim loại đúng không ạ? Cùng là chất liệu giống nhau, và nhưng nó lại khác nhau là ở chức năng, cấu hình và độ bền của hai cái loại dây này. Nếu dàn âm thanh của các bác nó bình thường, nó rẻ tiền, hoặc là chúng ta không có nhu cầu quá về nghe nhạc hay là hát karaoke, hoặc là các bác chỉ dùng để nghe cho nó vui cửa vui nhà, thì chúng ta có thể sử dụng những cái loại dây điện này, bởi vì dây điện nó sẽ rẻ hơn những cái loại dây loa này rất là nhiều các bác nhé. Đây là dây loa, thì dây loa có giá thành cao hơn và có chức năng truyền tải tín hiệu âm thanh, còn dây điện giá thành rẻ hơn và nó có chức năng truyền tải điện. Thì dây loa họ tính là bằng ôm, còn dây điện họ sẽ tính bằng vôn các bác nhé. Ôm và vôn nó sẽ khác nhau hoàn toàn đó. Để có được những chất âm hay nhất thì chúng ta sẽ sử dụng dây loa, không nên sử dụng những dây điện để có thể thay thế các bác nhé. Và hiện nay Tuyên Vũ Audio chúng em đang có rất là nhiều loại dây loa, như dây loa nõi đồng, dây loa mạ bạc hoặc là dây loa mạ kẽm cũng có. Vậy nên nếu như các bác có quan tâm về dây loa thì có thể để lại bình luận bên dưới hoặc gọi trực tiếp cho bên em để bên em có thể tư vấn là các bác nên sử dụng những loại dây nào cho phù hợp với những đôi loa các bác đang sử dụng. Và em đã có câu trả lời cho các bác trong cái video này rồi. Vậy nên các bác có cần tư vấn thêm thì cũng có thể để lại bình luận bên dưới giúp em, hoặc gọi trực tiếp tới số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được bên em hỗ trợ. Và cảm ơn toàn thể các bác đã theo dõi và xem video này. Nếu các bác thấy hữu ích có thể nhấn like và đăng ký kênh và chia sẻ video lên mạng xã hội để được nhiều anh em đam mê âm thanh có thể xem những cái video hữu ích của chúng em. Xin chào các bác.